Ngày 17 tháng 11, đồng chí Mùa A Trừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Đảng ủy xã Nậm Manh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi với đoàn có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phụ trách xã, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội xã Nậm Manh. Buổi sáng, đoàn công tác của huyện đã đến thăm và nắm tình hình cuộc sống của bà con dân bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác của huyện đã làm việc với Đảng ủy xã. Tại buổi làm việc, đoàn công tác được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ xã Nậm Manh có 10 chi bộ, 116 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 106 đảng viên, dự bị 10. Trong những năm qua, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã, phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách các chi bộ, tuyên truyền đến các chi bộ trực thuộc và nhân dân. Tổ chức 4 hội nghị cấp xã, 14 hội nghị ở các chi bộ trực thuộc. Kết quả, viết bài thu hoạch nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 189 bài, đảng viên 128 bài, quần chúng 61 bài. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ xã Nậm Manh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chế độ lề lối môi trường làm việc ngày càng cải thiện, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức được tăng lên. Các chỉ tiêu nghị quyết được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của xã để phát triển kinh tế xã hội, định hướng các mô hình kinh tế, sản xuất có giá trị cho nhân dân. Chỉ ra những vấn đề cần quan tâm phối hợp thực hiện trong thời gian tới nhằm đưa xã tiếp tục phát triển, đồng thời nêu cao các giải pháp để Đảng ủy xã, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mùa A Trừ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy mong muốn xã đẩy mạnh tuyên truyền bà con bản Nậm Pồ hưởng ứng đồng tình việc ủng hộ chủ trương quy hoạch mặt bằng tập trung, tuyên truyền hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ cho xã. Thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu, quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế trồng trọt, chăn nuôi, trang trại, phát huy hiệu quả dịch vụ môi trường rừng. Thực hiện các nghị quyết 07-08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế cho nhân dân, định hướng phát triển các loại cây trồng phù hợp sát thực tế, tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia các đạo trái pháp luật, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, làm tốt công tác tuyên truyền văn hóa của dân tộc Mông tại các trường, làm công tác quản lý các công trình sau đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế của xã để phát triển du lịch